Trọng tài là cha là mẹ. Có lẽ câu nói này có thể áp dụng đối với mọi môn thể thao chuyên nghiệp, yêu cầu phải có được sự công tâm nhất có thể trong mọi tình huống. Đối với bóng đá, trọng tài là người cầm cân nảy mực, người chắc chắn sẽ có nhiều hơn một nhiệm vụ, đó là kiểm soát thời gian của trận đấu. Họ sẽ là những người cần phải có được cái đầu lạnh trong mọi tình huống để đưa ra được những quyết định chính xác, công bằng và cũng đồng thời phải giúp cho trận đấu không bị gãy vụn vì những tình huống tuyết còi của mình. Nhưng có một vị vua áo đen đã từng trở thành tâm điểm của World Cup 2022 bằng những tình huống rút thẻ bằng cảm hứng, để lại không ít ấn tượng xấu đối với người hâm mộ. Và trọng tài này lại vừa biến mình thành tâm điểm của một trận đấu ở sân chơi hàng đầu châu Âu, đó chính là ông Matteo Lahoud. 34 lần rút thẻ chỉ trong 2 trận đấu. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, bởi đó chính là thông số của Matteo Lahoud trong 2 lần gần nhất đóng vai trò là trọng tài chính của 2 trận đấu chính thức. Đặc biệt đó đều là những cuộc đối đầu từ những đấu trường tầm cỡ như World Cup hay gần đây nhất là sân chơi La Liga. Trong trận derby xứ Catalan mới đây giữa Barcelona và câu lạc bộ Espanyol thì ông vua áo đen người Tây Ban Nha đã rút ra tới 16 tấm thẻ, trong đó đỉnh điểm là ở nửa cuối hiệp 2 khi ông Lahoud đã rút ra 5 tấm thẻ vàng cùng 2 thẻ đỏ chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Thậm chí con số còn có thể tăng lên thành 3 tấm thẻ đỏ nếu như Leandro Cabrera của Espanyol không được các trọng tài VAR cứu sau khi xem lại băng hình. Sau trận đấu, huấn luyện viên Xavi của câu lạc bộ Barcelona thẳng thắn chia sẻ, ông Matteo Lahoud có vẻ như đã mất kiểm soát trong trận đấu này. Anba đã không nói gì nhưng thậm chí đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Ông ấy đã rút nhiều thẻ đến mức tôi thực sự không thể giữ được bình tĩnh. Lahoud đã điều khiển trận đấu không tốt như thường lệ. Có một sự thật rằng có lẽ những người hâm mộ như chúng ta sẽ không thực sự biết được rằng cái thường lệ mà Xavi vừa nói tới là ở thời điểm nào. Bởi lần gần nhất mà người hâm mộ biết được tới Lahoud là trận đấu tại kỳ World Cup 2022 vừa qua giữa Argentina và Hà Lan ở tứ kết. Đó chắc chắn là cuộc đối đầu đã thu hút được ánh nhìn của đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới. Khi đó là đối trọng đáng gờm đầu tiên của Lionel Messi cùng đồng đội trên con đường tiến tới ngôi vô địch. Nhưng bên cạnh loạt đấu súng căng thẳng trên chấm 11m thì vị vua áo đen người Tây Ban Nha lại biết cách biến mình trở thành tâm điểm của trận đấu. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai cũng đã thấy được những gì đã xảy ra trên sân. FIFA không thể để cho một trọng tài như vậy cầm còi những trận đấu quan trọng. Các cầu thủ hầu như không được tôn trọng và không thể nói ra suy nghĩ của mình. Đó là những gì mà Lionel Messi đã trực tiếp chia sẻ sau cuộc đối đầu với Hà Lan ở World Cup vừa qua. Người hâm mộ luôn biết rằng El Puga vốn không phải một cầu thủ có thói quen chỉ trích trọng tài, nhưng rõ ràng những diễn biến trong trận đấu đã khiến cho số 10 của Albiceleste cảm thấy vô cùng bức xúc. Trong trận tứ kết ngày hôm đó, ông Lahoud đã rút ra tổng cộng 18 thẻ vàng, cộng với một thẻ đỏ trong cuộc đối đầu giữa hai cường quốc của bóng đá thế giới. Trong số đó có 16 thẻ vàng, cộng một thẻ đỏ được dành cho các cầu thủ trên sân và 2 thẻ vàng dành cho thành viên ban huấn luyện của hai đội. Đây cũng là con số giúp cho trọng tài người Tây Ban Nha phá vỡ một kỷ lục không lấy gì làm tự hào về số thẻ xuất hiện trong một trận đấu World Cup. Đó là cuộc đối đầu có sự xuất hiện của Hà Lan và đối thủ là Bồ Đào Nha ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2006, nơi đã có tới 16 thẻ vàng được rút ra. Thậm chí cuộc đối đầu này được đặc biệt danh là Battle of Nuremberg, hay còn có thể dịch là trận chiến ở Nuremberg. Rõ ràng đối với những trận cầu đỉnh cao thì tác động của trọng tài hoàn toàn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý cũng như phong độ của các thủ ở trên sân. Việc rút ra quá nhiều thẻ mà không có lý do thực sự xác đáng hoàn toàn có thể tạo ra được sự ức chế đối với cao thủ và khiến cho những diễn biến trên sân có thể bị gãy vụn. Điều này đã được minh chứng rõ rệt trong trận đấu giữa Argentina và Hà Lan ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vừa qua, nơi mà có lẽ chúng ta chỉ nhớ đến những tình huống rút thẻ của trọng tài trong quãng thời gian thi đấu của hiệp phụ. Ban đầu, ông Matteo Lahoud vốn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí cầm còi trận chung kết World Cup. Nhưng chính vì những quyết định thiếu chuẩn xác ở trận đấu đó cũng đã khiến cho ông vua áo đen này đánh mất đi cơ hội của chính mình khi ông đã không được phép cầm còi thêm bất kỳ một trận đấu nào ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar. Theo chuyên trang thống kê WhoScore, ông Matteo Lahoud đã rút ra tới 79 tấm thẻ trong 15 lần làm nhiệm vụ tại những đấu trường hàng đầu được đông đảo người hâm mộ quan tâm như La Liga, Champions League, World Cup và Nations League. Trong số 79 tấm thẻ mà vị vua áo đen này rút ra thì có tới 74 tấm thẻ vàng và 5 tấm thẻ đỏ, đạt tỷ lệ trung bình lên tới gần 5 tấm thẻ vàng một trận. Con số này cao hơn rất nhiều nếu chúng ta đặt lên bàn cân với những trọng tài quen mặt với giới túc cầu như Anthony Taylor cùng tỷ lệ trung bình 3,8 thẻ vàng một trận, Greg Paulsen với trung bình 4,1 thẻ vàng một trận, hay thậm chí là một cái tên nổi tiếng nặng tay như Michael Oliver với tỷ lệ là 4,4 thẻ vàng một trận. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên
mà người hâm mộ nhắc đến gương mặt được mệnh danh là vua thể trong giới trọng tài. Ngược dòng thời gian trở về thời điểm cách đây gần 2 năm, thì ông Matteo Lahoz chính là người được chỉ định trở thành trọng tài chính của trận chung kết Champions League giữa Chelsea và Man City. Ngay trước khi đến với trận đấu quan trọng nhất của mùa giải, thì vị vua áo đen người Tây Ban Nha đã để lại dấu ấn với tỷ lệ trung bình là 4,6 thẻ một trận sau 134 tấm thẻ vàng mà ông đã dành tặng cho các thủ sau 29 trận mùa giải năm đó. Chính ông Lahoz cũng đã có những ấn tượng không đẹp với huấn luyện viên Pep Guardiola khi từng chút quyền chỉ đạo của ông thầy người đồng hương ở mùa giải 2017-2018. Tôi bảo với ông ấy rằng nỗ lực của Sané là một bàn thắng. Tôi không hề xúc phạm ông ta, tôi đã tỏ ra vô cùng lịch sự. Nhưng Matteo Lahoz đúng là một gã đặc biệt và ông ta muốn trở nên khác biệt. Pep Guardiola đã không giấu nổi sự bức xúc của mình khi mà chính quyết định của trọng tài Lahoz đã phần nào khiến cho Man City phải nhận thất bại trong trận đấu ngày hôm đó. Nhưng có một chi tiết rất thú vị đã được chính trọng tài Lahoz tiết lộ rằng vị vua áo đen tới từ xứ sở bò tót đã từng được chính Pep Guardiola bày tỏ lòng ngưỡng mộ về cách điều khiển trận đấu khi họ gặp nhau phía sau cánh gà. Tôi có cuộc nói chuyện với Carles Puyol và nó đã được ghi âm khi mà Pep Guardiola nói riêng với tôi rằng ông ta thích cách tôi điều khiển trận đấu, cả khi ông ấy ở Barca hay các câu lạc bộ khác. Rõ ràng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể biết được rằng cuộc nói chuyện giữa Pep Guardiola và Matteo Lahoz có thực sự diễn ra như vị trọng tài này chia sẻ hay không. Nhưng điều mà chắc chắn vị vua áo đen đang tạo ra trong quãng thời gian qua chính là tâm lý không thoải mái dành cho cầu thủ cũng như chính các cổ động viên đang theo dõi trận đấu. Tôi đang nằm trên sofa của nhà mình vì cảm và tôi bị Matteo Lahoz phạt thẻ. Lahoz là kiểu người có thể đến một đám tang nhưng tức giận vì mình không phải là tâm điểm của sự chú ý. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều những lời chế nhạo từ các cổ động viên dành cho vị vua áo đen người Tây Ban Nha sau những trận đấu gần đây của ông. Rõ ràng việc điều khiển một trận đấu với rất nhiều những ngôi sao và có được sự chú ý của đông đảo khán giả chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Chính các trọng tài cũng sẽ phải chịu áp lực về mặt tâm lý rất lớn khi phải thực hiện những nhiệm vụ khó khăn đến vậy. Bản thân ông Lahoz cũng đã là một gương mặt quen thuộc của giới túc cầu khi đã trở thành trọng tài quốc tế FIFA từ năm 2011. Hơn 10 năm hành nghề có lẽ không phải là một quãng thời gian ngắn khi mà vị vua áo đen người Tây Ban Nha đã có không ít cơ hội để trở thành người cầm cân nảy mực của những trận đấu quan trọng hàng đầu châu lục. Việc ông nghiêm khắc với cầu thủ hoàn toàn có thể không đáng để bị nói đến như quãng thời gian qua nếu vị trọng tài này có thể bình tĩnh hơn và luôn giữ được cho mình cái đầu lạnh. Chính huyền thoại của lão trọng tài, ông Pierluigi Collina đã từng thẳng thắn rằng các trọng tài sẽ cần phải nghiêm khắc hơn trong từng quyết định của mình, nhất là một sân chơi có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp như World Cup. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể rút thẻ một cách vô tội vạ và đó chính là lý do vì sao ông Lahoz sẽ cần phải sớm tiết chế được tính cách của mình. Trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng phát triển như ngày nay thì các trọng tài cũng hoàn toàn có thể đối mặt với những áp lực từ dư luận cũng như truyền thông. Do đó, những người như ông Lahoz sẽ cần phải cực kỳ cẩn trọng trong từng tình huống rút thẻ của mình, bởi chúng vừa có thể ảnh hưởng tới trận đấu, tới các cầu thủ, ban huấn luyện nhưng cũng có thể khiến cho trải nghiệm xem bóng đá của người hâm mộ trở nên kém hấp dẫn đi. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wiscan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.